vâng, em chào các bác. Vâng, thì em Khương hôm nay lại có một chiếc xe mà phải nói là rất là nhiều những cái mà tính năng, rồi là công nghệ, rồi là nói chung là cái giá trị sử dụng của chiếc xe này thì phải nói là thực sự là rất là nhiều các bác ạ. Trong cái tầm giá chỉ có 500 triệu nhưng mà nó lại được vô vàn lợi ích, vô vàn giá trị nó mang lại thì từ chiếc xe này các bác ạ, nhà mình ạ. Vâng, các bác nhìn này, đây chính là một thương hiệu của Pháp, đó là một chiếc xe Polo các bác nhá. Polo con này thì đây các bác nhìn, nó có cả hắt kính này đấy, hắt kính này để cho các bác nhà mình biết là tốc độ là trên kính là bao nhiêu hiển thị đấy. Và nói chung là chiếc xe này nếu mà nếu như người bình thường như em cũng rất là trải nghiệm rất là nhiều chiếc xe, nhưng mà khi lên chiếc xe này em cũng phải ngỡ ngàng vì là có những cái nút, có những cái phím là mình chưa biết là nó để làm gì và nó sử dụng để làm gì các bác ạ. Phải bỡ ngỡ một lúc thì là mới tìm hiểu thì mới biết được hết những cái giá trị của nó các bác ạ. Vâng, thì các bác nhà mình ạ, cái chiếc xe Polo này thì chạy nó rất là đầm luôn các bác ạ. Con này nó tương đương với lại những chiếc xe mà phân khúc D, Mac E rồi là BMW Series 5 đây các bác nhà mình ạ. Đó, con này thì chạy ở những cái chiếc xe Polo thì cái cảm giác khi chạy thì nó có cái độ mà bồng bềnh như kiểu là cái sóc bóng hơi các bác, nhưng mà con này nó là sóc thường thôi chứ nó không dùng sóc bóng hơi các bác nhá. Đấy, nhưng mà chạy con này thì khung gầm cảm giác rất là bồng bềnh, từ những phiên bản mà phân khúc C đều có chung một cái cảm giác như vậy các bác ạ. Vâng, thì chiếc xe này của em là sản xuất 2015. Xe này chạy cũng hơn 9 vạn rồi các bác, chạy hơn 9 vạn. Đó. Đấy, con này em Khương thì cũng vừa mua xong. Đấy. Vâng, hơn 9 vạn nhưng mà bác này thì bác cũng đi loanh quanh cho nên là cái chất xe nó còn rất là ok luôn các bác. Các bác này, vô lăng rất là mới. Vô lăng mới đẹp. Nói chung là phải nói là bác này bác ấy giữ xe các bác. Rất là giữ xe. Chắc là bác ấy hay đi những cái cung đường mà đẹp cho nên cái chất xe còn rất ok luôn. Vâng, thì một chút em sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Đây, con này thì nó rất là nhiều cái chế độ này, như cruise control này, rồi là rất là nhiều nút với phím đây này các bác nhìn này, rất là nhiều nút với phím luôn trên vô lăng. Dạ vâng, em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip của em Khương ạ. Vâng, một mẫu xe có thể gọi là nhìn em nó rất là sang trọng, rất là lịch lãm và đẳng cấp các bác nhà mình ạ. Một chiếc xe thuộc phân khúc E, cùng phân khúc với lại Mac E này, rồi là BMW Series 5 này. Đó. Vâng, nhưng mà mỗi chiếc xe của mỗi nước thì đều có một vẻ đẹp, đều có một nét quyến rũ riêng các bác nhà mình ạ. Vâng, em nó là xe của Pháp các bác nhà mình nhá, Polo của Pháp. Người Pháp thì luôn có những cái thiết kế mà phải gọi là, nói chung là nhìn nó rất là mềm mại các bác ạ. Mềm mại và tinh tế, giống như những cái biệt thự Pháp ấy. Đúng các bác, nhiều bác thì biệt thự Pháp có thể thấy người Pháp thiết kế những cái biệt thự đến bây giờ mà vẫn còn rất là đẹp đúng không ạ. Và chiếc xe cũng vậy, lắm bác mà chơi Polo thì chắc hẳn đều sẽ biết những cái chiếc xe đạp Polo, đạp điện nhất ấy, từ thời ngày xưa. Bây giờ cũng còn khiến rất là nhiều bác mà chơi cái đồ cổ ấy, siêu tập. Và hãng Polo rất là nổi tiếng rồi các bác ạ, rất là nổi tiếng về xe rồi. Con này trước rất là nhiều tỷ đây các bác như mình ơi, trước rất là nhiều tỷ, nhưng bây giờ sản xuất 2015 đây, nhưng mà chỉ có tầm tiền đấy, loanh quanh 500 triệu là các bác nhà mình đã sở hữu được một chiếc xe mà công nghệ ngập tràn
miên man, mở lại còn đẹp tuyệt vời như này. Đời cao 2015 các bác như mình ạ. Có hơn 500 triệu một chút thôi các bác nhá. Con này thì nó rất là dài rồi các bác. Độ đẹp thì miễn bàn đúng các bác. Các bác nhà mình nhìn là có thể thấy. Đây em đi qua một vòng ngoại thất để cho các bác nhà mình cùng ngắm đây. Từ cái nước sơn biết của em nó là còn rất là đẹp luôn các bác ạ. Từ những cái củ phanh này các bác nhìn này, củ phanh sáng choang. Và thực sự là những chiếc xe Poro thì em rất là thích ở những cái đèn. Cái con 508 này có cái đuôi rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn này, đuôi nó bầu, nhìn rất là quyến rũ. Bác nào mà biển 37 Nghệ An thì cái biển này rất là đẹp, ok luôn các bác ạ. Và đèn led đây các bác nhìn này, rất là tinh tế này các bác này, rất là tinh tế luôn. Đây các bác nhìn này, led rất là tinh tế luôn. Poro 508 con này thì rất là nhiều công nghệ các bác nhé, công nghệ ngập tràn luôn. Xe châu Âu các bác ạ. Em rất là thích cái phần đuôi của xe này. Đuôi nó mềm mại, nhìn nó, nhìn đằng sau nó rất là đẹp. Nó dài lắm các bác ạ. Dài cực kỳ luôn. Đây các bác nhìn này, rất là dài luôn. Phân khúc DM các bác. Phần đầu cũng vậy. Phần đầu trông nó rất là hầm hố luôn các bác ạ. Vâng, những chiếc xe mà Camry bây giờ 2013, 14, 15 cũng phải hơn 500 rồi các bác nha mình ạ. Đấy, nhưng đây là Poro của Pháp nha các bác nhá. Poro của Pháp cũng chỉ có hơn 500 một chút thôi. Các bác nhà mình đã sở hữu được rồi. Đèn này các bác này, tất cả là đều những cái đèn led full led này. Còn full led mang tình yêu rất là thông minh luôn. Toàn những công nghệ đỉnh cao thôi. Con này nó cảm biến ánh sáng rồi góc lái rồi các kiểu luôn các bác ạ. Bên dưới là xi nhan là cũng là led hết rồi. Và đương nhiên rồi các bác, con này thì cảm biến xung quanh xe rồi. Rất là nhiều cảm biến luôn. Nói chung con bác nào thích công nghệ thì chơi con này thì hết ý luôn. Đây các bác này. Và cái đèn nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, đèn trong veo luôn này. Đây là những cái bụi bẩn thôi các bác nhé. Đèn này chiếu sáng rất là xa các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn này. 840 Newton này. Đấy, cái độ khuếch tán rồi độ chiếu sáng con này thì rất là xa luôn. Full công nghệ luôn rồi các bác nhé. Công nghệ thì nó là dã man trên con xe rồi. Các bác nhìn này, cái chiều ngang của em nó cũng vậy, dài rộng. Và bên ngoài nhìn đã mê rồi các bác nhé. Bên ngoài nhìn đã mê rồi, nhưng vào cái nội thất của em này nữa nhé các bác nhé. Vào nội thất nữa thì nhìn lại càng mê cơ các bác ạ. Đây các bác này, các bác vào nội thất nữa thì ngất ngây luôn. Tại vì nội thất của dòng này nhìn nó rất là sang các bác ạ. Dòng này nhìn nó sang lắm. Đây các bác này. Bên này là đèn nữa này. Toàn led hết này các bác này. Đây, cửa sổ trời thì có cả cửa sổ trời các bác nhé. Và ghế của nó rất là dày. Rất là dày và to. Đây các bác nhìn từ những cái phần ghế này cũng vậy này các bác này. Cái phần tựa đầu này. Cái phần tựa đầu nhìn nó cũng rất là chất luôn này các bác này. Này, tựa đầu nó dày như này các bác. Đấy. Ghế rất là dày dặn và to các bác. Ngồi rất là êm luôn đây các bác nhìn này. Này cái hai cái bên hông này.
Này các bác nhìn đây, hai cái bên hông của nó này. Khi mà các bác ngồi thì nó sẽ ôm trọn cái phần đùi các bác, cho nên lái nó, các bác đi lái nó không bị người các bác nó không bị dịch chuyển nhiều, tại vì có hai ghế này nó ôm hết vào hai bên hông của mình rồi, ngồi sướng lắm các bác. Tất cả các cái chi tiết từ táp ly của nó đều rất là ok và đẹp các bác. Đây các bác nhìn này, cánh cửa này các bác này, tất cả là da nguyên bản hết các bác nhé. Và con này âm thanh của nó thì rất là nhiều loa các bác này, rất là nhiều loa luôn. Các cái chi tiết vật liệu của nó vẫn còn rất là bóng, da thì đương nhiên rồi, còn nguyên bản các bác nhé. Từ các lốt cái phím cũng còn nguyên. Ghế con này thì đã chỉnh điện ngả yếc các kiểu rồi, bơm yếc để lò start top, rồi là phanh tay điện tử có hết rồi các bác nhé. Để lò start top đây, phanh tay điện tử có hết rồi. Vô lăng zin nguyên bản này các bác nhìn này, cái vô lăng zin con này rất là mới ạ. Rất là nhiều công nghệ auto hold đã có hết rồi các bác ạ. Cảnh báo rất là nhiều luôn. Con xe này khi mà bác nào mà lên, mà đối với những bác mà hay đi xe, ngồi lên cũng vẫn là còn phải bỡ ngỡ với lại những cái chi tiết ở trên chiếc xe này các bác. Như em lên em cũng phải tìm hiểu một chút thì mới biết hết những cái tính năng của nó. Và cũng như những chiếc xe cùng phân khúc thì là những chiếc xe thuộc phân khúc D và E đều có những cái rèm che lắng cho người dùng các bác. Nói chung nội thất của con này thì rất là đẹp. Hàng ghế sau thì rất là mới, hàng ghế sau thì chắc là rất là ít khi có người ngồi các bác. Con này chỉ có ghế lái và ghế phụ. Đấy, là có những cái dấu hiệu gọi là của người ngồi thôi. Còn đâu những cái ghế hàng ghế phụ như thế này thì rất là mới và đẹp. Nội thất kem. Táp ly rất là mới ạ. Táp ly con này thì rất mới luôn. Ở đằng sau cũng có những cái cửa gió, điều hòa rồi điều chỉnh. Đấy, có màn hình LCD các bác ạ. Con này thì ghế rất đẹp luôn. Đây các bác có thể quan sát cái phần lỉ này của nó này. Những cái xe mà các bác ấy không giữ và đi nhiều, cái này nó sẽ bị rất là bẩn và xấu. Đây từ những cái đai đều rất là đẹp luôn. Con xe từ những cái đai đều rất là đẹp, từ những cái cánh cửa bên trong. Phải nói là nội thất của những chiếc xe châu Âu thì luôn được làm rất là tinh tế. Luôn được làm rất là tinh tế các bác. Tất cả da ấy, phải nói thực sự là rất là đẹp luôn. Rồi những cái phần táp ly không khác gì mới các bác. Táp ly không khác gì mới luôn. Ôi trời, cái cốp này nó mới dã man cơ các bác. Em chưa thấy cái xe nào mà cái cốp của nó lại dày như thế này. Cốp rất là dày luôn ạ. Và đây các bác có thể nhìn thấy cái cốp của con này, nhìn của nó rất là bệ vệ và dày chắc chắn. Bên trong con này lốp sơ cua thì chưa hạ các bác ạ.
con này nó có rất là nhiều những cái tấm lỉ, rất là nhiều những cái tấm lỉ xung quanh nhất như này các bác. Bảo sao mà nó cách âm, ngồi trên con xe này nó cách âm rất là tốt luôn. Gần như ngồi trong xe là rất là khó để nghe một cái tiếng tạp âm ở bên ngoài các bác. Cửa cũng vậy, khi mở cửa ra nó rất là dày các bác. Mở cửa ra rất là dày, lặng trịch luôn. Vâng, đây các bác có thể quan sát. Em thấy chiếc xe này bốn cánh cửa táp ly đều mới như nhau các bác. Bốn cánh cửa táp ly đều rất là mới. Đây. Này các bác này. Táp ly cánh cửa đều rất là mới, từ các cái phần ghế đằng sau này. Rất là đẹp luôn. Cửa dày dặn chắc chắn các bác. Đây, phần này cũng vậy, là các bác nhìn này. Tất cả là da ấy, là nguyên bản hết các bác. Táp ly rất đẹp luôn các bác nhé. Chưa có một cái dấu hiệu gì của cái xe mà đã qua sử dụng bác ạ. Vâng, nếu mà nhìn những cái táp ly như này thì thực sự là không có gì để chê, nó như là một cái táp ly cánh cửa mới vậy các bác. Chỉ có những chiếc ghế khi mà các bác ngồi thì nó có những cái mà nó sẽ có những cái mà trùng trùng đấy, nó sẽ có dấu hiệu. Còn đâu là tất cả những cái táp ly cánh cửa, rồi là những cái phần nhựa này, em thấy nó đều rất là đẹp luôn, chưa có gì cũ kỹ cả. Có chăng chỉ có hai cái ghế, hai cái ghế hai bên. Đây các bác này, ghế lái với ghế phụ là đều có những cái chỉnh điện hết rồi các bác nhé. Và ghế con này ngồi rất là sướng luôn, tại vì hai cái bên hông này các bác này đấy, nó có những cái ôm vào eo các bác này. Em một tay em này mới hết này, nó ôm vào eo các bác, ngồi rất là sướng luôn. Khi mà các bác ngồi là hai cái bên nó ôm vào đùi rồi, cái phần này nó ôm vào, nó giữ cho các bác lái rất là chắc chắn, nó không bị người các bác nó sẽ không bị nhao. Và đặc biệt âm thanh con này thì rất là hay, nó có cả âm ly nhé, tất cả các cái rất là hiện đại luôn. Khoang lái thì nhìn rất là sang rồi đúng không ạ? Khoang lái con này nhìn rất là sang, các bác nhìn đây. Ở những cái chi tiết củ số nhé, đều rất là đẹp luôn. Và cái xe này có mấy cái điểm, ví dụ như là cái vô lăng các bác, vô lăng đi nhiều nó sẽ bị hỏng, bị xấu, nhưng đây vô lăng con này rất là đẹp các bác. Và cái củ số này cũng vậy. Táp ly cũng như mới các bác ạ. Có chăng chỉ có hai cái bên ghế này thôi, nó có những cái vết ngồi thì nó có những cái vết nhăn nhăn thôi các bác. Còn đâu là nó vẫn căng nha các bác nhé, nó nhăn thôi nhưng nó vẫn căng. Còn đâu bốn táp ly cánh cửa đều rất là mới. Và cái nước sơn của con này cũng vậy các bác, nước sơn con này còn rất là đẹp. Vâng, một chiếc xe mà mới khá là nhiều tỷ đây các bác ạ. Con này mới cũng rất là đắt này các bác này. Mới con này cũng rất là đắt đỏ đây, gần 2 tỷ bạc. Em sợ là phải hơn, tại vì cái xe Polo 408 thôi em mua đã, khi mà lăn bánh chiếc xe đó các bác ấy bảo là mua đã 1 tỷ, hơn 1 tỷ một chút rồi, 1 tỷ không mấy chục rồi. Còn con này nó lại 508 phân khúc D. Vâng, nếu mà trong tầm giá thì để một chiếc xe mà chỉ có hơn 500 triệu một chút mà hội tụ tất cả mọi cái như thế này, xe châu Âu này, sang trọng đẹp này các bác này, mà trong tầm giá chỉ có hơn 500 thì em nghĩ là đây chính là một chiếc xe mà để cho các bác nhà mình, bác nào mà đang có nhu cầu
thì có thể tham khảo các bác ạ. Con này về kiểu dáng rồi form dáng tất cả mọi cái thì em thấy là không có gì để chê rồi các bác ạ. Không có gì để chê trong cái tầm giá tiền đó. Tích hợp toàn những công nghệ hiện đại thôi các bác ạ. Và thì bác nào quan tâm thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 để được biết thêm thông tin chi tiết các bác nhà mình nhé. Vâng, và chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán cho bác nhà mình với giá là 540 triệu đồng. Và bác nào quan tâm thì alo cho em Khương. Xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.